Màu xanh này màu xanh đen nha, nó cũng là màu xanh da trời sao á. Màu xanh đen nè, đó. Hi, xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Như ở video trước ấy, thì Long đã ngâm trứng với các loại nước ngọt, thì hôm nay Long sẽ tiếp tục ngâm trứng nhưng không phải với nước ngọt mà với một thực phẩm nha các bạn. Các bạn cùng mình đón xem nhé. Đây là những dụng cụ mình đã chuẩn bị thí nghiệm nha các bạn. Đây ly nước nè, ly nước nè. Đây ba quả trứng mình chuẩn bị sẵn nè. Đây một thực phẩm nha các bạn. Đó. Bây giờ mình tiến hành lần lượt nhỏ ba màu vào ba ly khác nhau nha các bạn. Đây mình làm nhỏ màu vàng trước nha các bạn. Tiếp theo mình nhỏ màu xanh lá nha các bạn. Cuối cùng đó là màu xanh da trời này các bạn. Đợi cái màu nó tan ra. Bây giờ mình tiến hành để trứng vào ngâm nha các bạn. Đây trứng nè. Rồi to dễ sợ, quả trứng to quá. Mà cũng tiếc chứ. Trứng nè. Bây giờ mình tiến hành ngâm chúng trong 24 tiếng rồi bắt đầu mới đem đi luộc nha các bạn. Ok, bây giờ 24 tiếng đã trôi qua rồi nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành lần lượt luộc từng quả trứng nha. Đây, quả trứng màu xanh, ui, hơi nước nước luôn nè các bạn. Đó. Quả thứ hai. Bây giờ trứng sắp chín rồi nè các bạn ơi. Hình như có một trứng bị bể nè các bạn. Bị nứt ra. Hình như cái trứng này màu xanh lá hay sao á. Các bạn bị nứt rồi. Bị nứt. Để đột tiếp nha. Chín mình dớt thôi. Bây giờ trứng chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành dớt nó ra và đập ra cho các bạn xem nhé. Tiếp theo mình bóc vỏ trứng cho các bạn xem nhé. Đây các bạn cùng mình xem nè. Đập nó ra nha. Đó. Các bạn thấy không? Vỏ trứng nó có màu gì nè các bạn. Dễ lột hơn những quả trứng hôm bữa mình luộc với các loại nước ngọt nha. Đó. Và cuối cùng nha các bạn. Cái lớp bên trong của quả trứng cũng có màu đẹp lắm. Đẹp, cũng có màu đẹp lắm nha các bạn. Nè. Đẹp lắm. Xanh. Đó. Đây. Quả
trứng màu xanh nè, màu xanh này, màu xanh đen nha, nó cũng là màu xanh da trời sao á, màu xanh đen nè, đó. Còn quả này là màu xanh lá cây nè các bạn, đó. Nó vỏ của nó xanh đẹp lắm nha các bạn. Rồi quả này là màu vàng nè, thấy rõ không nè, đó. Cái lớp vỏ bên trong của nó có màu vàng luôn nha, bên ngoài lại không có, không có hiện tượng nha, bên trong lại có, có vẻ thành công hơn hôm bữa nè, hôm bữa thì nó không có rõ hiện tượng lắm các bạn, đó. Đây sau một hồi thí nghiệm thì đây kết quả của nó đây nha các bạn, đó. Hình như quả trứng được thẩm thấu màu nha. Rồi. Công nhận hay ghê luôn các bạn ơi. Thí nghiệm của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Các bạn cảm thấy thí nghiệm của mình hay thì cho mình một like và subscribe nhé. Tạm biệt các bạn.